nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ, đặc biệt là sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người dân lo lắng. Trong đó, không ít người đã vội tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ, thoát nạn. Tại Lào Cai, những cửa hàng bán thiết bị này trước kia thưa vắng khách, thì thời gian qua nhiều người đến mua hơn. Anh Vũ Trọng Tuấn hôm nay đến cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy để tìm hiểu và đặt mua một số đồ phòng hộ cho gia đình. Theo anh Tuấn, giá các thiết bị này không quá đắt. Điều quan trọng là giúp gia đình yên tâm hơn và chủ động nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ. Như nhà mình thì chắc là sẽ dùng bình chữa cháy và thang dây, với cái thang nhà mình là có khu thoát hiểm cách biệt, thế nên là chắc thang dây cũng ít khi dùng nhưng mình vẫn mua để phòng. Theo đại diện một số cửa hàng, từ khi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều người dân ở Lào Cai đã quan tâm và tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Như tại cửa hàng này, doanh số bán hàng tăng từ 20 đến 30%. Trong đó, bình chữa cháy, thang dây, dụng cụ thoát hiểm được nhiều người chọn mua. Với giá thành thị trường bây giờ nó đang rơi dao động từ vài trăm nghìn cho đến mấy 1-2 triệu thôi. Là cái mức đầu tư ban đầu cho các gia đình là rất nhỏ nhưng mà sự an toàn rất mang lên rất lớn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ngay trên cái mỗi cái bình chữa cháy hiện giờ thì đều đã được dán tem QR code chất lượng và chỉ một vài thao tác trên máy điện thoại thôi thì người dân thì cũng có thể biết được nguồn gốc xuất xứ của những cái mặt hàng này. Theo khảo sát, trên thị trường hiện đang có hai loại bình chữa cháy là dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột loại từ 1 đến 8 kg, giá bán từ 150.000 đồng đến 350.000 đồng một bình. Dạng khí CO2 từ 3 đến 5 kg, giá từ 400 đến 600.000 đồng một bình. Thang dây giá dao động từ 80 đến 100.000 đồng một mét, chiều dài mỗi thang từ 20 đến 30 mét. Việc mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy là cần thiết, tuy nhiên người dân cũng cần lưu ý chỉ mua các thiết bị cần thiết theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, lựa chọn hàng có nguồn gốc xuất xứ. Những hộ dân mà sinh sống ở trên cao thì tôi cũng có một lời khuyên đối với người dân, đó là chúng ta hãy trang bị cho mình những cái thiết bị ở nhà mình, ví dụ như là mặt nạ phòng độc và những cái kỹ năng cơ bản về cái phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đấy là cái kỹ năng đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là hãy sử dụng cho mình những cái bình cứu hỏa mà trong nhà mình có thể dùng được. Hiện toàn tỉnh có 15 cửa hàng được cấp phép kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh việc chọn mua ở những cửa hàng uy tín thì quan trọng là mọi người phải biết cách sử dụng đúng và nhanh để kịp thời phản ứng trong các tình huống khẩn cấp.